nhà bảo trợ. Cháu tên là Tâm. Chào mừng nhà bảo trợ đã đến cô hương của chúng cháu. Cảm ơn nhà bảo trợ. Từ ngày có đám nhan này thì bố mẹ thường mua sách vở và mang quần áo cho anh em đi học. Tôi chào nhà bảo trợ, cháu tên Giàn, năm nay cháu 17 tuổi. Hiện nay tình trạng tảo hôn ở thôn bản cháu đang diễn ra rất là nhiều. Tính từ 6 tháng đầu năm 2018 tới đây, đã diễn ra 5 trường hợp tảo hôn. Rất mong chương trình phát triển vùng và chính quyền địa phương có nhiều hoạt động truyền thông để tình trạng tảo hôn được giảm đi trong thời gian sắp tới. Thứ hai là tổ chức truyền thông sức khỏe, sinh sản vị thành niên. Thứ ba là tổ chức truyền thông về vệ sinh. Tôi là Hà Giống, trên bài Quảng Trường. Lúc trước mà chưa có cây cầu vào mùa mưa thì bà con đi lại là lội suối, trẻ con là không đi được. Cũng phải ta cây để vắt ngang để cho trẻ và người lớn đi, rất là nguy hiểm cho trẻ và người lớn. Là sự hỗ trợ của chương trình đã có cây cầu để cho bà con đi. Còn cái cây cầu là đã hỗ trợ cho bà con vào khu sản xuất là rất là phương tiện cho việc đi lại, làm nương và chăn thả gia súc trên đấy, như là trẻ con và người lớn. Xin chào nhà bảo trợ, tên là Cường, ở quê em có ngọn núi, không có sân chơi cho trẻ em và em mong muốn có sân chơi cho trẻ an toàn cho trẻ em. Xin tạm biệt. Cháu có mơ ước là sau này sẽ trở thành một sinh viên của trường Đại học Văn hóa. Sau đó rồi cháu sẽ về địa phương của mình để làm một công việc tại địa phương. Tạm biệt nhà bảo trợ.